Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một mẫu quần bầu nha các bạn. Đây là mẫu quần bầu baggy công sở, hàng rất là đẹp nha. Với thiết kế co giãn rất là thoải mái luôn. Đối với phong quần này thì những chị em nào mình đang mang bầu, mình vẫn phải đi làm nơi công sở, thì diện một phong quần này nó sẽ rất là tiện và rất là thoải mái cho quá trình các bạn di chuyển, các bạn vận động, các bạn làm. Nó rất là phù hợp. Cái phong quần này nó được thiết kế có thể là tháo nới ở cái phần lưng nữa, nên các bạn an tâm ở cái vùng bụng của mình ha. Những cái chị em nào mà không thích bận đầm thì các bạn có thể diện cái phong quần này kết hợp với lại áo bầu cũng rất là hợp, rất là đẹp các bạn nhé. Đó, nó có cả màu xám và màu đen nè, baggy xám, baggy đen. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một mẫu quần mình cảm thấy đẹp nhất ha. Ngoài ra thì nó có cả màu vàng bò nữa nè các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee. Bán dòng sản phẩm này được đánh giá là 4.9 sao nè, với hơn 7.000 sản phẩm đã bán rồi, và giá là từ 45.000 cho đến 65.000 một chiếc quần như thế này. Các chị em bầu nào mình có nhu cầu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Quần chất vải đẹp, phù hợp với mùa hè, giao hàng nhanh nhưng mình hơi bị dài, phải cắt bớt. Thời gian giao hàng nhanh, shop đóng gói cẩn thận, shop rep tin nhắn nhanh, quần giá rẻ. Chất lượng phù hợp với giá tiền, size cũng khá chuẩn, sao ủng hộ tiếp. Quần rất đẹp, dáng đẹp, rất xịn, form chuẩn. Nói chung thì một chiếc quần như thế này mà trị giá có từ 40 cho đến 60 nghìn thôi. Các bạn mà mang bầu các bạn sẽ thấy được cái sự thoải mái của nó co giãn, nó rất là tiện luôn. Các bạn nếu có nhu cầu mua hàng thì hãy an tâm về chất lượng sản phẩm các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.